Hi, chào anh, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình. Để ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là lấy ra những clip trước mình đã lấy ra được sản phẩm hot rồi. Những clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là lấy ra cái sản phẩm dựa trên cái danh mục ở đây. Thì ở đây mình sẽ có 2, 4, 5 danh mục ha. 5 danh mục thì bây giờ là mình sẽ hiển thị ra danh mục trước. Đó. Thì để hiển thị ra danh mục các bạn quay lại cho mình cái trang test. Đây là trang test đúng không? Thì cái trang test này bây giờ là có các query rồi nè. Đó, mình đã có cái query rồi, mình sẽ sử dụng lại cái query này luôn ha. Thì cái query này mặc định đó, nó sử dụng cho cái thằng menu này nè, cũng như gần menu này. Thì mục tiêu của mình đó, là bao nhiêu danh mục thì nó sẽ hiển thị bấy nhiêu danh mục ở dưới này ha. Đó, cho nên là mình phải gì, mình sử dụng luôn cái query này ha, cái phương thức này luôn đó. Mình không có sử dụng phương thức khác ha, tại vì khi cái danh mục này thay đổi là ví dụ như xóa một danh mục hoặc là thêm một danh mục thì ở đây nó cũng xóa bớt và nó thêm vào ha. Đó thì mặc định nó không có thay đổi gì cả. Cho nên là các bạn sẽ ghi cho mình là Project Controller. Đó, cái này là cái query ha, cái query chứ. Thì cái query này mặc định nó sẽ lập ở thằng Module Pro này. Thì các bạn cho một cái Module Pro thôi. Sau đó mình sẽ là for ha. Rồi sau đó là mình đóng cái module rồi này lại. Đóng cách này ha. Đó. Rồi mình sẽ đóng nó lại ha các bạn. Rồi. Thì các bạn sẽ refresh thì các bạn sẽ thấy nè. Đó, rất là dài ha, rất là dài. Tại vì sao? Tại vì mình có tới gần 6 danh mục mà. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi cái tên của cái danh mục này lại. Cat này là cat gì vậy? Cat title category product. À, title category product. Đó. Title category product ha. Đó. Rồi, refresh MacBook, iPhone, điện thoại, laptop cũ nè, đồng hồ thông minh ha. Đó. Rồi sau đó là cái thằng xem thêm này. Mặc định các bạn mình chưa có sửa ha, mình chưa có thêm vào. Đó, mặc định các bạn cứ để xem thêm này vậy đi. Rồi. Sau đó là gì? Những cái sản phẩm dựa trên cái đồng hồ thông minh này. Đó. Thì cái những cái sản phẩm đó thì mặc định mình đã lấy ra được ở product home rồi ha, product home rồi là list product index nè, product home nè. Đó, các bạn chỉ việc là thực hiện cái câu lệnh for it, nó nằm ở dưới đây thôi. For it. Ok, for it ra luôn, for it. Com ha. Add key. Rồi, Sira là gì các bạn? Sira là ví dụ như Pro Pro Cat đi ha, Pro Cat. Tại vì mình tránh trùng tên với cái thằng product này thì mình đặt là Pro Cat. Rồi, ở dưới đây các bạn đóng tiếp cho mình cái product ha, mình có hai product thì mình sẽ đóng tiếp quái dấu nhọn. Rồi sau đó mình sẽ nếu gì, mình sẽ cho là nếu cái thằng cat id cat query product mà nó bằng cái gì mấy bạn, bằng pro cat cũng gì, cũng id cat query product luôn. Đó. Rồi mở ngoặc tiếp, sau đó là đóng ngoặc đây, đóng cái if lại nè. Đó, sau đó sẽ đóng cái if lại. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ tự ha, sẽ tự ra các bạn refresh. Đó. Thì mỗi cái gì, mỗi cái sản phẩm điện thoại chuyên, cái điện thoại nó sẽ có hai cái sản phẩm. Ở đây là điện thoại à, nó lập hai lần cái điện thoại các bạn. Đó, nó lập hai lần cái điện thoại thì không, mình sẽ thực hiện cái lệnh for each này. Nó chỉ lặp lại cái thằng git này thôi. Ha, nó chỉ lặp lại cái thằng git này thôi, các bạn cho xuống cái thằng git này.
nó BFP đóng BFP ra. Rồi, git này. Thì hình git này bây giờ nó sẽ là hai cái dấu nháy này ha, cut đi. Sau đó là hai cái dấu nháy này ha. Rồi, ok chưa? Rồi, bắt đầu các bạn refresh nè. Đó, thằng điện thoại mặc định bây giờ là điện thoại nó có là 1 2 3 ha, iPhone chưa có nè. Bây giờ mình chia cho cái thằng điện thoại nó, thằng iPhone nó một cái danh mục iPhone đi ha. iPhone. Rồi. Đó, thì đồng đều ha, iPhone cũng có điện thoại. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa lại như sau. Các bạn sẽ sửa lại cho mình mặc định cái git này nó giống như những cái git khác thôi. Các bạn mở lên cho mình cái các query product ha. Đó, nếu mà cái giống á, nếu mà giống á, thì các bạn mới được quyền copy ha. Copy, còn mà khác á, ví dụ như cái layout này nó khác với cái layout home á, thì các bạn không được copy đâu ha. Đó, nhưng mà đa phần là nó giống thôi chứ nó cũng không khác gì lắm. Rồi, bắt ra. Rồi, mình sẽ sửa lại là rocket ha. Những cái biến là product này mình sẽ sửa lại là rocket hết. Rồi. Ok chưa? Rồi, sau đó các bạn refresh thì các bạn sẽ thấy nè. Ok ha. Chuẩn chưa? Rồi. Bây giờ laptop cũ, bây giờ là mình thêm, ví dụ như thêm màu vào cái laptop cũ đi. Ha, thêm một cái sản phẩm vào laptop cũ. Laptop Sony A760 đi, A769 đi ha. Giá cho 2 triệu 9 đi. 2 triệu 9, 2 triệu 600 mấy á, số lượng 50. Mô tả ha, mô tả mình chưa có tạm thời. Rồi, thuộc laptop cũ, sản phẩm nó có hot hay không? Có. Ha, có hot. Rồi bây giờ chỉ còn hình ảnh thôi ha. À, các bạn vào Google hình ảnh, các bạn search cho mình ha, hình ảnh ha. Ví dụ như laptop cũ Sony đi. Rồi, ra rất là nhiều ha. Cái này đi. Rồi. À, Sony nó phải là Sony chứ. À, Sony có hiệu VO ha. Rồi, mình sẽ lưu hình ảnh. À, laptop cũ rồi, ok. Sau khi mình lưu xong rồi, bây giờ mình sẽ chọn thử ha. Hình ảnh là laptop cũ, hình ảnh là laptop cũ đúng không? Đây. Rồi, thêm. Đó, rồi, liệt kê. Ok ha. Đây, bạn thấy chưa? Đây, nó là sản phẩm hot luôn. Đó. Sản phẩm hot. Bây giờ mình thử thằng người kiến này sản phẩm hot thì coi nó dàn trang sao ha. Đây, cập nhật cho nó là sản phẩm hot có. Ok, bây giờ nó dàn trang đây, thêm người kiến này vào ha. Nó là sản phẩm hot luôn.